Xin chào tất cả các bạn. Trong vành đai tiểu hành tinh, nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc, có một thế giới nhỏ bằng kim loại, lớn gấp 25 lần đỉnh Everest. Đây có thể là lõi một hành tinh đã bị đập nát trong quá khứ, tên là Ion. NASA đang chuẩn bị gửi một tàu thăm dò tới đó để tìm hiểu. Tuy nhiên, câu trả lời có thể gây ra nhiều vấn đề lớn hơn, thậm chí sẽ thay đổi mọi hiểu biết của chúng ta về hệ mặt trời. Psyche hay Psyche 16 là một tiểu hành tinh có cấu tạo bằng kim loại, được nhà thiên văn người Ý Enibel de Gasperis phát hiện vào năm 1852. Nó là một trong những thiên thể khổng lồ nhất nằm trong vành đai tiểu hành tinh, với khối lượng ước tính bằng 1% toàn bộ các vật thể trong vành đai tiểu hành tinh cộng lại. Tuy nhiên, điều đặc biệt của nó không đến từ khối lượng, mà chính là thành phần cấu tạo. Các nhà thiên văn học cho biết, họ chưa từng thấy một thiên thể nào như vậy từ trước đến nay. Rất có thể, tiểu hành tinh này đang nắm giữ một bí mật to lớn trong buổi bình minh của hệ mặt trời. Psyche có đường kính khoảng 226 km, hình dáng giống như một củ khoai tây. Thời gian hoàn thành một vòng quỹ đạo xung quanh mặt trời bằng 4,99 năm trái đất, tương đương 1823 ngày. Khoảng cách tới mặt trời dao động từ 378 đến 497 triệu km, xa hơn trái đất 3 lần. Khối lượng bằng 2,41 x 10 mũ 19 kg, bằng khoảng 0,03% khối lượng mặt trăng. Mật độ trung bình dao động từ 3,7 đến 4,2 gram trên 1 cm khối, ứng với các số liệu đo đạc khác nhau. Phép đo mới nhất vào năm 2019 cho ra kết quả là khoảng 3,9 gram trên 1 cm khối. Trọng lực bề mặt bằng khoảng 1,44% so với trọng lực trên trái đất. Tức là nếu bạn nặng 70kg trên trái đất, thì khi đứng trên Psyche, bạn chỉ nặng 1kg mà thôi. Từ những thông số cơ bản về khối lượng và mật độ, cộng thêm việc phân tích quang phổ ánh sáng, các nhà khoa học gần như chắc chắn thiên thể này được cấu tạo từ kim loại, với thành phần chủ yếu là sắt và niken. Thông thường, một tiểu hành tinh sẽ có thành phần chủ yếu là băng đá, silicat cùng với nhiều thành phần pha tạp khác. Đôi khi có những tiểu hành tinh chứa đến 50% kim loại. Tuy nhiên, Psyche lại đặc biệt hơn. Nó chứa đến hơn 90% kim loại, phân bố tại phần trung tâm, bao bọc bên ngoài là một lớp silicat và đá cứng. Cấu tạo này dường như chỉ xuất hiện trong lõi của các hành tinh như trái đất hoặc sao Hỏa. Theo đó, trong giai đoạn hình thành hành tinh, các thành phần vật liệu bị nóng chảy và bắt đầu lắng xuống do trọng lực. Loại vật liệu nặng như sắt và niken bị chìm vào lõi, còn những thứ nhẹ hơn như silicat hay đất đá thì nổi lên bề mặt. Đó là một cơ chế hết sức bình thường xảy ra trong giai đoạn tiền hành tinh. Nhưng đối với các tiểu hành tinh nhỏ bé thì nó lại là điều bất bình thường. Vì vậy, các nhà khoa học cho rằng Psyche rất có thể là lõi của một hành tinh non trẻ, không may đã bị đập nát từ rất sớm trong thời kỳ oanh tạc của hệ mặt trời. Những thông số từ bộ lọc quang phổ cũng cho thấy Psyche có nhiều nét tương đồng với sao Thủy. Chúng đều có lõi to bất thường so với tổng thể kích thước. Và đây sẽ là nhiệm vụ chính mà tàu vũ trụ của NASA cần điều tra trong sứ mệnh sắp tới. Kết quả cuối cùng sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ nét hơn về lịch sử của các hành tinh. Liệu Psyche có phải là lõi của một hành tinh đã bị vụn vỡ hay không? Và điều này có ảnh hưởng gì đến quá trình hình thành của hành tinh khác, giống như trái đất hay sao Hỏa hay không? Theo số liệu thống kê, trong hệ mặt trời đang tồn tại từ 50 đến 60 tiểu hành tinh có cấu tạo lõi kim loại với lớp phủ silicat, trộn lẫn sắt và magie bao bọc phía ngoài. Qua phân tích sơ bộ, chúng đều là những vật thể riêng biệt, không có liên quan tới nhau. Nếu như những giả thuyết phía trên là đúng sự thật, thì chúng ta sẽ có từ 50 đến 60 hành tinh bị đập nát trong buổi bình minh của hệ mặt trời. Và đây thực sự là một kết quả gây sốc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đa số những mảnh vỡ đó sẽ rơi xuống trái đất cũng như những hành tinh khác, mang theo lượng lớn kim loại cùng nhiều nguyên tố nặng, những thứ đã góp phần hình thành nên các quặng kim loại mà ngày nay chúng ta đang khai thác. Ngoài ra, những mảnh vỡ đó cũng có thể mang theo mầm mống của sự sống, giúp hình thành nên chúng ta ngày nay. Có một điều gần như chắc chắn là phần lớn các tiểu hành tinh trong hệ mặt trời đều là các thiên thể nguyên thủy, chưa bị phân hóa.
chúng có tuổi thọ khá tương đồng với tuổi của các hành tinh. Do đó, một cuộc điều tra kỹ lưỡng về thành phần hóa học có thể sẽ làm sáng tỏ nhiều bí mật. Liệu những mảnh vỡ nguyên thủy có rơi xuống trái đất hay không? Liệu những thành phần đó có đóng góp gì vào quá trình hình thành sự sống hay không? Nhiệm vụ Psyche sẽ là nhiệm vụ đầu tiên điều tra một thế giới bằng kim loại, chứ không phải bằng băng đá. Dự kiến, tàu vũ trụ sẽ được phóng vào tháng 8 năm 2022 và đến mục tiêu vào năm 2026. Nó sẽ mang theo những thiết bị khoa học như máy ảnh đa góc, quang phổ kế tia gamma và neutron, từ kế, dụng cụ đo trọng lực. Và đặc biệt, đây là tàu vũ trụ đầu tiên thử nghiệm công nghệ liên lạc mới thông qua tia laser, chứ không phải sóng vô tuyến như trước kia. Theo các kỹ sư của NASA, thì công nghệ liên lạc bằng ánh sáng sẽ giúp truyền tải được nhiều dữ liệu hơn so với công nghệ sóng vô tuyến. Mục tiêu khoa học của nhiệm vụ là điều tra xem Psyche có phải lõi của một hành tinh đã bị đập nát hay không. Tuổi thọ tương đối của nó là bao nhiêu? Nó được hình thành trong điều kiện oxy hóa nhiều hay ít, vân vân. Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học nghiên cứu cận cảnh về lõi của một hành tinh lộ thiên, xem nó đã hình thành và cấu tạo như thế nào, thứ mà các nhà khoa học không thể nhìn thấy trực tiếp trong lõi của trái đất hay sao Hỏa. Ngoài những nhiệm vụ khoa học kể trên, chúng ta cũng không thể bỏ qua một sự thật là Psyche có giá trị rất cao về kinh tế. Chỉ tính riêng trữ lượng sắt và niken đã có giá lên tới 10.000 tỷ đô la, nhiều hơn tổng giá trị nền kinh tế toàn cầu. Đấy là còn chưa kể tới những kim loại quý như vàng, bạch kim hay kim cương, vân vân. Một số phân tích gần đây của Đại học Arizona cho thấy Psyche có thể chứa kim loại hơn mong đợi, chỉ với 82%. Nhưng cho dù thành phần cấu tạo của nó không đặc như mong đợi, không nhiều kim loại như mong đợi, thì nó vẫn là một thiên thể đại diện cho sự giàu có. Tất nhiên, về mặt thực tế, chúng ta không thể định giá cho một thiên thể cách trái đất xa hàng triệu km. Sẽ còn rất nhiều thử thách về công nghệ cần phải vượt qua nếu con người muốn khai thác được tiểu hành tinh này. Theo dự đoán của mình, có thể phải sang thế kỷ thứ 22 thì nhân loại mới đủ khả năng khai thác khoáng sản ngoài không gian. Và khi đó, mọi thứ sau khi khai thác sẽ được đem về sao Hỏa, chứ không phải là trái đất. Cuộc điều tra về Psyche có thể khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về lịch sử của hệ mặt trời. Một lịch sử đầy sôi động và hỗn loạn, với rất nhiều các cuộc hợp tan xảy ra vô cùng chóng vánh. Trong đó, có không ít hành tinh đã tan rã hoàn toàn, một số thì chỉ còn sót lại phần lõi. Chỉ có những thiên thể bản lĩnh nhất, mạnh mẽ nhất mới có thể tồn tại tới ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng vẫn còn một số kẻ giấu mặt đang lẩn khuất đâu đó phía ngoài rìa của hệ mặt trời, nơi có quá ít ánh sáng để chúng ta có thể nhìn thấy. Hơn bao giờ hết, việc khám phá về lịch sử của hệ mặt trời chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nó không chỉ đem lại cho chúng ta sự hiểu biết về quá trình hình thành hệ hành tinh, mà đôi khi nó còn gợi ý cho chúng ta về khởi nguồn của sự sống. Bởi lẽ, hành tinh trái đất có thể không chỉ đơn thuần là một thiên thể được bồi tụ từ vật chất tiền sao. Mặt khác, khả năng cao, nó chính là một thiên thể được chắp vá từ nhiều nguồn khác nhau. Và biết đâu được, một trong những mảnh ghép đó đã vô tình mang theo cả sự sống.